Tại Hà Nội, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 3 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 của Trung ương giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020. Qua 3 năm triển khai, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập trung thực hiện công tác tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền giáo dục làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của các đối tượng nguy cơ cao và công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ đã góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng.